Chào tất cả anh chị em cô bác, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người chơi một cái app Kiki Team. App này là mình chỉ việc đăng ảnh kiếm tiền, và mình đăng ảnh là mình đăng vài bức ảnh là mình bỏ không sáng mở mắt ra làm tiền nha mọi người. Mọi người click cái phần link mô tả mọi người, thì mọi người bấm vào cái chữ xích lây thì nó ra một cái giao diện như vậy nè. Anh em bấm vào chữ cài đặt nha. Đây mình đã cài đặt rồi, bấm mở. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người được cách đăng ảnh và cách rút tiền luôn nha mọi người. Mình sẽ hướng dẫn tỉ mỉ luôn. Khi vô mọi người nhớ đăng ký một cái tài khoản bằng số Việt Nam và tên của mình đó. Là rồi à. Rồi mọi người bấm vô chữ account. Là máy đầu tiên nha. Bấm vào chữ account thì nó ra giao diện chính như vậy nè. Mình sẽ hướng dẫn tất cả anh chị em cách đăng ảnh và cách follow luôn. Nè, mà khi anh em mới tạo tài khoản thì nó tặng cho mình $5. Min rút ở đây là $75 nha mọi người. Mà mình đăng mới có 4 bức ảnh là được gần $2, nó là gần $3 rồi. Mới còn hôm thì được 2 tiếng 3 tiếng hồ. Cách đăng ảnh sao thì mình sẽ hướng dẫn cho từng mục cho mọi người hiểu nè. Muốn đăng ảnh phải không? Mọi người bấm vào nút dấu cộng ở trên nè. Dấu cộng ở trên đầu hình cái chuông, cái chuông mọi người bấm vào hình dấu cộng nè. Rồi ở đây là nó chỉ lấy hình có sẵn của trong máy mình ha. Mọi người ghi tiêu đề, ví dụ như mọi người chọn một bức ảnh đi, cái dẫn cái file ảnh đó nó sẽ đẩy về cái file ảnh của mình. Rồi tất cả anh chị em chọn mình cho chứ, mở từ cái file ảnh mình chọn cho mình một ảnh đi. À. Đây mình kiếm một ảnh nào đẹp đẹp đi. Mình chọn bức ảnh này đi. Anh chị em chờ chút nha. Rồi anh em ghi tiêu đề. Anh em ở trên là anh em ghi tiêu đề nha. Mình ghi trang phục hot 2019 đi. Dưới đây thì mình mô tả cái gì cũng được nha tất cả anh em anh chị em. Mình bấm giao lưu kết bạn nha. Rồi dưới đây thì mình chọn bạn hình chữ bay nè. Mình chọn người gỡ nha mọi người. Mình chọn đây mọi người đi. Rồi bấm chữ select. Rồi mình bấm vào chữ ADD boy. Vậy là đăng được đó nha mọi người. Tại vì một ngày nó cho mình có 10 đăng 10 bức ảnh nè. Mình đã đăng quá 10 bức ảnh này. Bây giờ mình đăng không có được nữa. Này mình hướng dẫn cho anh chị em nha. Anh chị em đăng đi, chừng nào mà có lượt like, lượt thích là anh chị em có tiền à. Nè, mình đăng mới có 10 bức nè. Mà được $3 mấy rồi. $4 rồi. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em của bác cách follow luôn nha. Thôi cách rút tiền đi. Mọi người vào nút anh chị em bấm vào nút dấu hết nè. Rồi bấm vào hàng How do echo the money nè. Có cái hình ngôi sao nè em. Nè min group nữa là min group 75s nè. Thanh toán trong vòng 7 ngày nè. Mọi người anh em nào có tài khoản ghi Bitcoin thì bấm vào Bitcoin, còn PayPal thì bấm vào PayPal. Rồi có thẻ debit card nè mọi người. Chừng nào mình rút tiền được mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em rút nha. Anh em nào mà không có mail PayPal thì mình cứ liên hệ với mình gửi mail qua cho, nếu mà rút được về thì mình sẽ gửi tiền qua cho mọi người. Thanh toán qua thẻ cào hoặc Momo. Còn này mình hướng dẫn anh chị em của bác là mình đi follow cũng kiếm tiền nha anh em. Anh em bấm vào cái nút có 4 hình vuông nè.
Rồi anh em bấm vào nút cộng. Anh chị em bấm vào nút vô cộng đầu tiên, anh chị em cô bác chờ chút nha. Thì đăng thì cũng tiêu đề như vậy đó, tại vì hôm nay mình bệnh mà mình chị không rõ. Rồi anh chị em cô bác bấm vào cái file ảnh nè. Anh em chọn cũng chọn một cái ảnh luôn đi. Link tải và link hướng dẫn mình có để dưới phần mô tả đó nha anh chị em các bác. Mình chọn một bức ảnh này đi. Bức ảnh này nãy đi. Rồi anh em ghi nickname là ghi trang phục thể thao đi, khí đại đi. Anh em ghi cho đúng tiêu đề chút nha. Rồi mô tả là giao lưu cùng kết bạn nè, giao lưu kết bạn nè. Rồi còn cái phần này thì anh em chọn vào anh em nếu tả tùy theo ảnh nha. Mình sẽ chọn chữ thể thao đi, chữ thể thao là chữ bot nè anh em, chữ này là chữ thể thao nè, tại vì trang phục mình trang phục thể thao. Rồi anh em bấm select, rồi anh em bấm vào chữ coder bay, tiếng Anh mình cũng không giỏi lắm á, cảm mọi người, mong mọi người thông cảm. Rồi giờ là đăng lên là mình có tiền đó nghe mọi người, có lượt xem được like là mình có tiền đó. Khi nào người ta vô tìm cái mục boy nha, nó có thể hiện hình của mình lên. Rồi xong rồi anh em bấm low. Rồi mình qua trang cá nhân mình đã đăng bài chưa nên em, tất cả mọi người trang phục thể thao nè, mà nãy mình bấm thiếu chi phục rồi. Anh chị em cô bác nào mà có không hiểu gì về cái app này thì cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ hỗ trợ anh chị em tất cả. Link kết bạn Zalo mình cũng để ở dưới luôn, số điện thoại này kết bạn Zalo, có thắc mắc gì anh em cứ để lại. Vậy video của mình đến đây đã kết thúc, xin chúc tất cả anh em, tất cả anh chị em có bác kiếm thật là nhiều tiền trên cái app này. App là mình cũng chỉ tìm hiểu mình chơi và mình giới thiệu cho tất cả mọi người chơi thôi, chứ mình cũng không có lường gạt gì ai. Anh chị em có bác nào muốn chơi thì hãy xem hết video rồi hãy chơi, để chơi đây. Rồi video của mình đến đây kết thúc nha, chào tạm biệt.